Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên chúc Lan chúc cả nhà có ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong công việc. Mùa này lạnh quá, cả nhà nhớ giữ ấm cơ thể nha. Hôm nay là ngày cuối tuần, theo dự kiến là Út Lan có hứa với con gái là hai mẹ con sẽ làm món bò lá lốt. Hai mẹ con sẽ tự làm. Bây giờ Út chuẩn bị đi chợ chợ quê để mua nhiên liệu. Chúc con gái dậy, hai mẹ con cùng làm bò lá lốt ăn với bánh hỏi nha cả nhà. Hôm qua Út có mua bánh hỏi rồi, bây giờ Út đi mua các nguyên liệu khác. Cả nhà theo chân Út đi ra chợ quê mua nguyên liệu, coi chợ quê mình như thế nào cả nhà. Let's go. Rồi cả nhà theo chân Út đi, mình đi chợ quê cả nhà. Đây là đường DT14, ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Vượt, tỉnh Long An. Đường quê buổi sáng thường rất êm ả. Không khí lúc này lạnh đó cả nhà. Trời lúc này lạnh ghê luôn á, cả nhà nhớ giữ ấm cơ thể nha. Để hôm qua xe này cái. Không khí mùa hạ mà giống như là mùa đông vậy cả nhà, lạnh hơn lúc Tết luôn, lạnh hơn dịp Tết luôn cả nhà. Giờ Út dẫn cả nhà đi chợ Bình Chánh nha. Chợ Bình Chánh bán đồ, bán nhiều đồ hơn. Trước khi ghé chợ Bình Chánh, Út dẫn cả nhà ghé chợ Long Thượng nha. Chợ Long Thượng Cần Vượt để mua nguyên liệu trước nha cả nhà. Chợ nha cả nhà, từ nhà Út chạy ra chợ có 1 phút đi xe à. Ở đây là nó là huyện Cần Vượt nhưng mà toàn là dân Sài Gòn ở nha, từ dân Sài Gòn ở không à. Mặt mình là chùa Bà Long Thượng nha. Bà Long Thượng bữa đãi 3 ngày 3 đêm á. Giờ mình vẽ trái vô chợ nha cả nhà.
Đây là chợ Long Thượng. Cần vô. À, giờ tôi mới số hoài chặt mà tôi mệt quá trời. Cái bà cái mệt tôi rồi. Đây là chợ Long Thượng cả nhà. Giờ ông vô đây mua thịt xay nha. Bán 50 ngàn thịt xay đi. Để ốc mua thịt xay nha cả nhà. Xay để hồi ốp với thịt bò. Trộn thịt bò làm mấy lớp. Dạ. Chứ độn chứ thịt bò nào cho đủ. Mình phải làm độn vô chứ. Độn vô nữa hả? Như đây là độn vô thịt bò. Thì thêm thịt bò nữa. Thịt bò như nửa ký nữa hả nha. Nửa ký vô mình bầm vô. Chứ chỗ bán nó có làm thịt bò nguyên chất đâu. Trộn heo xay không? Mẹ con, không bò mẹ đi con. Lấy 2 tờ đi. Cảm ơn con. Không mũi số nha cả nhà. Thịt bò nhiều quá, mắc tiền quá, làm không nổi. Đổ thịt heo nướng ăn. Cảm ơn con. Đổ con. Rồi, tiếp tục đi tiếp nè cả nhà. Vòng qua đây em mua thịt bò cả nhà. Chợ Tết vô quá đó. Chợ quê vô không? Chợ ốc kia kiếm mình nấm mèo nha. Quê mua vô dâm mà trứng còn á sao mua chừng nào hết nó mua ờ, ông ra thăm vợ hả gì. Qua đây mua thịt bò nha cả nhà. Bò nha. Trong chợ này có một anh bán thịt bò nhất thôi. Chạy họ quên á. Bán 100 ngàn thịt bò đi. Lấy cái nào có mở mở để làm mà bỏ lớp á. Bò lớn luôn á. Vâng. Bò lớn luôn mình lấy cái bụng này được không? Cái này dễ bầm không? Được. Thấy da nhiều quá chắc bầm nó đứt, dạ khó đứt quá. Chị mang sang thì bỏ cái con tiền heo lên. Thôi lấy cái này đi, tại vì có mua thịt heo trộn luôn rồi. Làm bò không? 105 được không chị? Được. Em mới mua rồi chị. Với 50 ngàn bò viên nhỏ nhỏ rồi đi. Về chiên ăn. Sợ cái này nó có cái này nè, bầm khó. Nó dai á. Thôi mua rồi không mua nữa. Chợ mua số không cả nhà, quá trời ơi. Chợ này có một anh chủ này bán thịt bò thôi. Dạ. Anh nói chuyện khán giả. Đang quay phim. Nói lãng nhãm mình vậy. Láo qua 38 nè. Không có mua đâu, đừng mờ nữa, nhiều lắm rồi. Nhiều lắm nè. Ký vô răm bà chủ. Ký còn đủ không? Không, không có 1 ký thì lấy nửa ký. Mua gì đó. Mua đồ về làm bỏ lớp ăn. Mua vô răm chiều 3 thích mở cả nha. Lấy hết đi, nhiêu lấy hết đi. Lấy em chừng 5 củ hành tím bự bự đi. Nhỏ làm biến lợp quá. Rồi ok. Trời ơi mới mà con bển vòng qua đây mà con nữa hả? Ừ. Trốn luôn á. Con hết tiền quá. Trốn luôn. Trốn luôn mà.
đó, nè cảm ơn nha. Không có thôi. Thôi thôi. Nhiều giam bích quá hả? Hết luôn phải không? Rồi. Đi Tết rồi cả nhà. Tết và mua nấm mèo, hành, mẹ. Qua đây, qua đây. Tết đi bà con ơi. Ủa này bà đi bà cái giờ hoài vậy? Ông nội ơi, giờ hoài ông nội. Bán miếng nấm mèo đi. 5.000 đi. 5.000 nấm mèo à. Nhiều quá nó nở vô tùm lum, nở vô tà bá luôn. Ủa tà bá có lấy muối không trời ơi? Mua nấm mèo này, cô này nè. Mua nấm mèo nha cả nhà. Nấm mèo về làm bò đá lớp. Đi chạy quê. Chạy quê nha. Chạy Long Thượng. Super hả? Dạ. Tên gì? Kênh Úc Lan miền Tây. Úc Lan miền Tây hả? Em cứ hình bằng áo trắng mà ổng một cháu nhỏ. Bữa em cứ quay chùa này nè. Bữa quay cái chùa Bà Long Thượng cả nha. Chùa Bà Long Thượng đối diện chợ nha. Cũng 3 ngày 3 đêm nha. Anh đi lấy lẹ em còn chậm. Lấy 5.000 mèo ta lại này không lấy được anh. Về cả nhà theo chân Út đi chợ Bình Chánh nha. Để coi chợ quê thế nào nha. Thôi, đi thôi. Ở nhà Út có lá lốt rồi cả nhà. Nhà Út có lá lốt rồi, Út trồng lá lốt á. Nên khỏi cần mua nha. Đây là một gốc của chợ Long Thượng nha. Út dẫn cả nhà đi xuống chợ Bình Chánh mua những món ăn đường phố dân dã nha. Còn có xôi lá chuối nè, bánh tét, bánh ít nè, bánh da lợn nè, bánh chuối nướng nè. Thường là mỗi tuần mà con gái Út nghỉ học á, Út làm món này món kia cả nhà để tẩm bổ cho con gái cả nhà. Để Út tắt máy quay, Út chạy cho lẹ rồi một chút tới chợ Bình Chánh thì Út sẽ quay chợ cho cả nhà xem nha. Cả nhà chúng ta sắp tới chợ Bình Chánh rồi cả nhà. Cả nhà theo chân Út coi trong chợ Bình Chánh nhộn nhịp và có bán những gì nha cả nhà. Chỉ liền đỡ rồi. Đi thôi cả nhà. Chưa có chợ đầu mối Bình Điền đó cả nhà, là mọi
chợ Bình Chánh nha. Tại chợ Bình Chánh là chợ đón đầu của nông sản từ miền Tây lên nha. Nông sản rau, rau màu, rau củ các kiểu từ miền Tây tập kết lên chợ Bình Chánh nha. Tại chợ Bình Chánh là cửa ngõ của miền Tây nha cả nhà. Bây giờ có chợ Bình Điền thì người ta chợ Bình Điền. Chứ hồi xưa mà ai mà muốn buôn bán rau cải hay là bán hủ tiếu, bán gì đó là phải đi chợ Bình Chánh để mà lấy hoa màu mà bán cả nhà, lại chợ Bình Chánh nha. Chúng ta quẹo chợ Bình Chánh cả nhà. Chợ này rất là đông, rất là sung luôn cả nhà. Nhưng mà dân Bình Chánh nó hiền nha cả nhà. Dân Bình Chánh hiền lắm. Chợ rất ôn hòa luôn, không gây lợn gây lạo vậy đó. Dân Bình Chánh rất hiền luôn. Ngày Út dẫn cả nhà đi mua các loại bánh gì kìa. Chúc cho con gái mình ăn. Cả nhà theo Út đi tiếp mua đồ nha cả nhà. Nãy đang quay cái anh đó anh thắng ngạc cả nhà. Cũng sợ dính bản quyền nên nó tắt. Người Bình Chánh hiền lắm nha. Ngày xưa Út cũng là người Bình Chánh cả nhà. Giờ Út về Long An ở nha. Người Bình Chánh rất hiền luôn. Không có ai mà hung dữ nữa nha. Út sợ đi mấy chợ nào hung dữ nữa nha. Nhiều người bán số quá, mình không mua thấy tội nghiệp người ta. Mà mua mình biết bao nhiêu cho đủ cả nhà. Mua chắc ngày không biết bao nhiêu tiền cho đủ. Tiền đâu mình lo cho con mình giờ. Bởi vì cũng hạn chế lắm. Mua tờ hai tờ thôi. Chứ thì sao mua nổi. Chút về băm thịt bò hơi bị mệt. Trời mới ghẹ sống ngon. Quay qua chợ mua bánh nữa nha. Chợ bánh nha. Chợ này bán nha. Chợ này bán đồ sung nữa cả nhà. Ghé vô mua bánh mua chè nha. Đây gian hàng bánh quê đây. Lấy em xôi lá chuối á, hai gói với hai cái bánh dừa với chuối. Có mua bánh nha cả nhà. Quá trời bánh thấy không. Ở đây là xứ sở của bánh luôn nha. Có 20.000 bịch. Gì nữa ta? Đó. Bánh chuối này có bán nữa anh hả bánh không? Không bán nguyên cái ổ vậy. Lấy ổ đi. Có một bánh chuối luôn nha cả nhà. Chè này chè gì ta? Chè hạt lựu. Chè hạt lựu cả nhà. 25.000. Con đây chè môn. Lấy hai bịch chè môn luôn đi. Út mua mỗi Út mua mỗi thứ một miếng nha cả nhà. Hai bịch chè môn hả chị? Ừ. Với một bò bánh đó đi. Này là bánh. Cái này là bánh lá nè cả nhà.
Nè bánh lá nha. Bánh lá là khi mà làm á là người ta hả bò chét lên cái lá, lá mít hay là lá gì cũng được á, miễn là cái lá thôi nha cả nhà. Rồi tất cả nhiêu tiền rồi đẹp? 49.000 chị. Quá trời bánh luôn cả nhà, mà có 49.000 sách mỗi tay luôn, sách mỗi cái tay mỗi cái chân luôn mà có 49.000. Lấy ngàn về bỏ ống heo. Người ta bỏ tiền chẵn, mình bỏ tiền lẻ không à. Lạ đời. Tại vì không có tiền chẵn để bỏ cả nhà. Nha. Không có tiền chẵn bỏ chứ không phải là. Rồi. Mình đi tiếp một vòng chợ Bình Chánh cả nha. Chạy một vòng thôi nha. Chạy một vòng coi những gì nha. Khu này là khu bán chè. Khu bán chè. Bán bánh. Cho con qua cô ơi. Dạ cảm ơn. Khu này bán vàng với bạn đi. Giờ mình quẹo về đây nha. Bên trái đó là quốc lộ 1A nha cả nhà. Ghê ghê lại xíu người đẹp. Tại sao thấy anh này đứng đây nè. Ai biểu ai biểu anh đẹp trai quá anh chị, thấy không? Đủ thừa luôn. Đẹp trai quá cái tội rồi đó. Đây là khu bán mỹ phẩm. Nhan đẹp. Dài dép. Ở đây nhiều bánh lắm cả nhà. Nhưng mà Út không có hảo ăn đồ ngọt nhiều nên Út không có mua. Mua xôi mà mua ít thôi cả nhà. Tại ăn xôi nhiều nó mụn lắm nên Út không có mua. Giờ mình đi vòng ra nha cả nhà. Vòng ở chỗ coi người ta bán gì nữa mình mua nha. Đồ này chưa gì bán thịt. Mà Út ít đi đường này đó, đường này nó dơ á. Đường này dơ quá nên Út mới đi. Ôi. Đường này dơ quá coi nha. Đường này tại vì người ta bán cá. Người ta đổ nước ra đường á. Nó dơ. Quách đi đường này lắm, đi đường này hồi xe chạy ở nhà vô thầy. Dương cái nhà kiếm than mua hồi về nướng. Nướng thơm quá, sức mơ đói bụng. Thơm quá cả nhà. Để ốc ngô, củ cải đỏ, cải trắng gì làm chua nha. Chạy ra để mua củ cải đỏ, cải trắng gì làm chua nha cả nhà.
Chợ nào mà sáng mà xuyên đi chợ á, nhiều món để ăn lắm. Quá trời món để ăn luôn. Kiếm người mua cái gà đỏ, cái trắng gì làm chua. Bán con một củ cải đỏ, một củ cải trắng. Lấy làm chua nhỏ nhỏ quá, lấy củ bự đi, củ bự đi. Hai củ này được rồi. Không, củ cải đỏ, cải trắng. Nhiêu tiền rồi dồn chung đại giá luôn đi. Em có cái câu đặc biệt nếu như trời chút chiều tới sáng bỏ nha. Như vậy có 11.000 luôn. Nhét ở đây luôn. Có mua của cái đỏ rồi về nhà làm chua xong rồi đó nha. Giờ mình đi tiếp nha. Út dẫn cả nhà ra chợ Hưng Long nha cả nhà. Chợ Hưng Long mình tránh nha. Bắp thì chút lụa thôi nha. Bắp bán sao ạ? Bắp Mỹ nè, cái bự này nè. Úp mùa bắp đi. Lấy ba trái đi. Úp mùa bắp nè cả nhà. Mùa bắp thì lụa ăn nha. Cái trái này mập mập giống như là người mua vậy đó. Người mua làm sao là người ta nói người sao là đồ ăn vậy. Đúng không? Dạ. Rồi, ốc hồ bắp xong rồi, rồi mình đi tiếp rồi cả nhà. Ốc giới thiệu cả nhà tiếp là một ngôi chợ Hưng Long nha. Theo chân Ốc vô một ngôi chợ nữa nha cả nhà. Nhà chợ Hưng Long cả nhà. Trước mặt chúng ta là cầu Tân Quý Tây. Để tiến về chợ. Tại vì nhà Út giáp ranh với Hưng Long Bình Chánh đó cả nhà. Nên Út muốn đi chợ bên Cần Giuộc đi, Út muốn đi chợ Hưng Long Bình Chánh đi. Nó tiện lắm cả nhà. Muốn đi chợ nào cũng được hết chứ. Tới bữa nào buồn buồn thì Út đi chợ Long Thượng. Bữa nào vui vui mà trong lòng hưng phấn xíu rồi Út đi chợ bên Hưng Long Bình Chánh hoặc chợ Bình Chánh nữa nha. Nhưng mà Út là khu dân cư Hải Sơn nha, Hải Sơn của Bình Chánh. Giờ cái nhà quẹo chợ giúp nha. Rồi chợ mua thêm bánh vậy nha. Bán hai cái bánh quy nhân dừa đi. 80 ngàn. Một bánh quy cả nhà. Bánh gì đó chị? Mua bánh quy về ăn nha. Càng quét chợ quê luôn. Chị bán bánh chợ Hưng Long. Đây ăn. Đây ăn này ghé. Đây là khoai mì hấp dừa cả nhà. Bỏ là cái nào? Bỏ. Bỏ hả? Ừ. Bỏ nè, bỏ là cái này. Cái mì hấp dừa.
Rồi cả nhà đi theo chân Út nha, tiếp nha. Đây chợ Hưng Long cả nhà. Chợ Hưng Long. Chợ này hơi nhỏ nha. Hơi nhỏ và hẹp nha. Chợ này nhỏ hẹp thôi. Không có lớn. Chợ này bán đồ mắc. Có hết vui đồ ăn đây lắm. Chợ này bán đồ mắc cả nha. Mắc kinh điển luôn. Bánh tét ngon quá, nhưng mà không có mua. Đây ăn bánh tét đó, dễ bị mụn cái nhà. Ăn bánh tét nếp quá dễ bị mụn lắm. Nên Út hạn chế ăn bánh tét và không cho các con ăn nhiều nha. Thì lâu lâu cũng ăn, lâu lâu cũng ăn nha cả nhà. Nhưng mà không ăn nhiều nha. Giúp kinh nghiệm hồi xưa Út khoái ăn bánh tét lắm. Út ăn bánh tét trời ơi, mặt mày nó mụn tờ lưa luôn. Bảo bây giờ Út hạn chế cho các con bánh tét, cái gì mà liên quan tới nếp nha. Cái gì liên quan tới nếp là Út không có cho các con ăn thường xuyên nha. Thỉnh thoảng không phải là cấm luôn, nhưng mà thỉnh thoảng mà lại cho các con ăn nha. Đường này đường đồn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh cả nhà. Đường rất phát triển luôn, dân ở đây rất phát triển, rất giàu có luôn. Đất ở đây rất là mắc luôn cả nhà. Ai mà có nhu cầu về bất động sản nhớ liên hệ với Út nha. Chú Út chạy số Zalo trên màn hình như cả nhà coi nha. Cả nhà ơi, theo như lịch trình là Út sẽ quay cái quá trình làm bò lá lốt với Út và con gái như thế nào cho cả nhà xem. Nhưng mà cái video mà Út đi chợ nó quá dài cả nhà, nên Út quyết định ngắt ra làm hai video cho cả nhà. Video đầu là Út dẫn cả nhà đi tham quan những chợ quê và mua thứ này thứ kia với Út nha. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo là Út và con gái, hai mẹ con xong kiếm hộp bích làm bò lá lốt cho cả nhà. Út chúc cả nhà có một buổi sáng, một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Không khí rất là lạnh nữa cả nhà nhớ giữ ấm cơ thể nha. Út bye bye cả nhà nha, bye bye.